Ăn Ba nghĩ vậy? là chua dữ lắm á. Không, chua ngọt. Thế nó không chua lắm. Chua quá. Đây. Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến kênh Nguyễn Trung Vlog của mình nha. Thì ngày hôm nay chủ nhật mình không có đi đánh chim nữa bạn ơi. Mình dắt hai đứa nhỏ mình đi leo núi. Bữa nay mình thử quyết định coi có leo lên đỉnh núi Bà được không các bạn. Tại vì hai đứa nhỏ này không biết leo nổi không. Mình cũng chưa biết nữa. Hôm nay mình trải nghiệm thôi. Sao hai đứa cảm thấy thế nào? Leo nổi không? Nổi. Hả? Nổi. Con nổi. Con leo nổi. Con bé? Nổi. Nổi luôn hả? Rồi, không biết có nổi hay không thì để bây giờ bắt đầu mình sẽ bắt đầu leo núi nha các bạn. Giờ hiện tại mình đang ở chân núi. Giờ ở đây mình tắt video đây, mình leo núi, mình từ từ quay cho các bạn xem nha. Rồi. Tình hình là mới leo được có một đoạn à. Mà mệt hết rồi các bạn ơi. Không biết luôn. Leo được tới đâu đây? Không ẩu thì sao mấy đứa? Chí mệt rồi. Chứ mình thấy cũng không ổn lắm mọi người, mình mệt lắm rồi. Leo lên ngồi nghỉ cho khỏe. Lên cục đá này ngồi. Đá không bị trơn ừ. Rồi xong khi nghỉ mệt một lát rồi. Giờ mình tiếp tục đi chơi nữa bạn ơi. Tiếp tục leo núi thôi. Xài táo quá chừng. Được 19 độ rồi đó. Tổng cộng là 117 độ cái gì đó. Sao rồi? Đây bạn ơi, leo hết nổi rồi. Có cây chùm ruột táo quá chừng luôn. Con thử đi. Đấy. Chua đúng không? Lên trải nghiệm không? Mà được con ơi. Đi hết nổi rồi. Đi từ từ lên. Cố gắng lên.
Nguyễn Hoàng nữa hả? Tình hình là thấy không ảo rồi bạn ơi, leo xíu nghỉ. Đây đây, trải nghiệm thử bạn ơi. Chùm ruột núi, bẻ trái bự bự nè. Nè. Bạn thử đi. Bạn nãy ăn hai trái rồi, thấy gì chang nhau? Thì chua. Chua dữ bạn ơi. À, chua. Hiện tại mình đang đứng ở trụ 20 bạn ơi. Trụ 20 là trụ để ấy dây điện mà. Nó có để móc để có số trụ 20 ngay góc. Giờ hiện tại đang ngồi nghỉ chân ngay trụ 20. Hai đứa nhỏ giờ mệt đi hết nổi rồi mà. Ngồi nghỉ mệt luôn. Ở đây có cái cây. Cây này không biết cái gì, chắc cây cẩm. Quá trời bự luôn. Cây cẩm mà. Gốc cẩm quá cho bự. Còn đối diện bên kia có tảng đá to đùng luôn. Phải nói mình ở đây chứ hồi giờ mình chưa có đi lên núi, đỉnh núi đường này lần nào bạn ơi. Đây là lần đầu tiên luôn á. Trải nghiệm nghe. Sảng khoái thiệt. Sao mấy đứa? Cảm giác sao mấy đứa? Mới đó đi không muốn hết nổi hả? Rồi nghe tình hình là nghe không ổn nữa bạn ơi. Mới đi có dưới, từ dưới lên đây 20 trụ là nghe mệt rồi. Rồi sau khi nghỉ một thời gian tiếp tục hành trình bạn ơi. Đi từ từ, dịnh cái cây đi xuống. Dịnh cái cây đi xuống. Ôi, gặp con cá ké mà bò ngang hết hồn. Đây. Đó. Bà ơi bà. Cái dạng đó bạn ơi. Bỏ vô. Bỏ vô cái này nè. Bỏ vô, bỏ áo. Áo khó gì. Trời. Đi từ từ dẫn nào. Thank you.
ta hơi cộng một cộng. Lên hơi trễ hả? Dạ. Yeah. Mai lên trên này. Nghỉ mệt luôn, đi lên phải nghỉ mệt luôn. Đi lên. Hết nổi luôn, bò luôn bạn ơi. Đi lên, lên đường này nè, đường đây nè. Đi lên đây nè, mát nè. Đi lên đây là có cái xà bự. Đi lên đây nè. Đi đi không có gì đâu, đi lẹ đi mà. Yên đây có cái xà bự. Ừ, lên đây đã dữ nữa. Lên đây. Đẹp vậy lắm. Ờ, lên đây nghỉ. Thầy nghỉ, ngồi đây nghỉ đi. Tiếp tục kỹ mạnh nữa bạn ơi. Lập thủ chịu hết nổi rồi. Leo được mới có cây trụ thứ 23 mà. Nghỉ mạnh tiếp. Ở đây thì có cây xài. Cây xài to đùng, cây xài rất là to luôn ạ. Xài bự lắm. Gốc xài đây, gốc xài mình ôm không hết luôn á. Ở nó ở trên nhìn xuống thích thật chứ. Đi xài không? Đang ngồi nghỉ mệt đi vòng vòng. Mình thấy cái dây này mọc trong cục đá luôn mọi người. Đó, phải nó. Phải nó con dây này. Con dây này nó hay thiệt. Dây này. Dây này kêu con dây hà thủ ô hay gì mà. Dây hà thủ ô đây mọc này, mọc cái giữa ngay cục đá. Phải nó sức sống cũng dây mãnh liệt. Đây nữa mà. Mọc ngay cạc đá luôn. Hay gì chứ. Vậy nghĩ mệt rồi. Xài. Ăn thử ơi. Quang ba rồi. Nghĩ là chui. Muốn ăn mới đỡ. Không muốn ăn khó. Chua. Không. Mệt hết rồi quá người. Tình hình là cơ bộ căng rồi. Lập thủ leo hết nổi rồi. Lúc đầu lập thủ đòi đi leo núi dữ lắm mà giờ lập thủ muốn bỏ cổ rồi mọi người, không leo nổi. Mới leo lên đây có biển báo là độ cao 200m.
mà giờ leo hết nổi rồi, leo hết nổi mọi người. Mới có được 200m à. Mới leo được có 200m mà mệt hết rồi. Lập thủ leo hết nổi rồi. Thôi giờ đó. Ở đây thì mát quá trời mát. Leo hết nổi hả? Thì leo thêm mấy ở đây mới có trụ thứ 27 hay gì à. Mình leo lên, cố gắng mình leo 100 trụ mình về. Cái chủ nhật lần sau mình leo lên 117 trụ luôn. Rồi sau một hồi thuyết phục lập thủ, giờ lập thủ bắt đầu tiếp tục đi được không ạ? Đi.
Bây giờ lên trên đi nghỉ luôn. Thôi mà giờ mình nghỉ đi chứ. Chiều tảng đá họ lên trên không có tảng đá họ la nè. Xài ha. Một giỏ. Khó lên rồi. Nè. Leo giữa chân. Cái này có mấy cây xài mà nó đỉnh thật. Quá to. Leo giữa chân gặp anh. Để xôi. Đang đi giữa chân. Ai ngồi nghỉ mệt cũng rảnh rồi đó bạn ơi. Sắp hình trái tim mới chịu à, lụm cái bằng sắp hình trái tim. Giờ vé lụm sắp thêm nè. Hai. Mới tới trụ bàm bà luôn rồi. Lâu quá. Đi tiếp với ơi, bỏ đây đi. Không. Thôi đi. Nắng đi đi đi, nắng lắm. Đi đi. Ủa phải lắc quay lại ship tiếp. Ừ, chút xíu ship tiếp. Mày nắng bay. Bông cũng nặng. Đi đừng đạp luôn cục đá tròn tròn nha. Leo lên đi, leo lên tới cầu 40 đi. Trời ơi, bà thấy đi thoải mái mà, đi được mà. Mình nghĩ mà lúc mình đi cái cảm thấy đó, nó thoải mái không? Đi được mà. Đi đi. Leo lên. Ủa? Qua luôn. Tới đường này hẹp. Ủa đi à? Thì để lên đó, có đường mà. Đi lên đi. Đi lên 40 đi. Đi đi, leo lên, đừng sợ. Vậy không leo luôn. Đi đi. Leo lên đi. Đi đi lên lên con leo vậy biết chừng nào tới. Nghe ông chú cũng nói hả? Đi tới tối mới tới thiệt luôn á. Mình té đó. Quá là u đầu á. Leo mà cứ nghỉ mệt hoài luôn mấy khi nào tới bé. Vậy. Ừ, có mũi tên đó, đi theo mũi tên đó. Tình hình là leo hết nổi rồi các bạn ơi. Lập thủ leo hết nổi rồi. Leo mới có trụ 41 rồi. Lại giờ ngồi đây thở không à. Leo hết nổi rồi nè. Ôm bình nước luôn rồi. Leo hết nổi luôn rồi. Tới đây mình cũng đuối rồi. Hết leo nổi rồi. Sao? Leo nổi không? Hay đứa? Con leo nổi á. Rồi, một đứa thì leo nổi. Con bé. Không nổi. Sao lập thủ? Hả? Không nổi. Không nổi nữa hả? Không nổi nữa rồi Vân ơi. Chúng mình phải xuống tại đây thôi. Kết thúc cái hành trình leo núi rồi. Mới tới trụ 41 à.
là hết nổi rồi. Để mình đi ra ngoài đây, mình đứng ở trụ 41 mình đổ xuống, quay xuống. Wow, mình đang đứng ở trụ 41 mà. Trụ điện 41 mình quay xuống nè. Ở trên quay xuống thì nhìn rất là đẹp luôn. Có cái cây nó có bông. Không biết cây này cái gì. Bông bự. Thôi chắc mình đi xuống mọi người. Thủ leo hết nổi rồi, mình phải đi xuống thôi. Giờ mình ngồi đây nghỉ mệt lắm. Cho hết mệt rồi mình đi xuống. Kết thúc video đây thôi bạn ơi. Sao? Chào các ơi. Chào các tạm biệt ơi. Bye mọi người.